Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những công trình kỳ diệu và lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại, Vạn Lý Trường Thành. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu vào lịch sử của Vạn Lý Trường Thành, khám phá những câu chuyện thú vị đằng sau những bức tường đá vững chắc. Vạn Lý Trường Thành là tên gọi chung cho nhiều thành lũy kéo dài hàng ngàn cây số từ đông sang tây, được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 trước công nguyên cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Trung Hoa khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, đột quyết. Người Hung Nô là các bộ lạc du cư ở khu vực Trung Á, nói chung sinh sống ở khu vực thuộc Mông Cổ ngày nay. Từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, họ đã kiểm soát một đế chế rộng lớn trên thảo nguyên. Một số đoạn tường thành được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, sau đó được hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh nối lại và xây thêm từ năm 220 trước công nguyên. Mục đích khác của Vạn Lý Trường Thành bao gồm kiểm soát biên giới, cho phép áp đặt thuế đối với hàng hóa vận chuyển theo con đường tơ lụa. Hơn nữa, đặc điểm phòng thủ của Vạn Lý Trường Thành đã được tăng cường bằng việc xây dựng các tháp canh, doanh trại quân đội, trạm đóng quân, báo hiệu có giặc thông qua các phương tiện khói hoặc lửa. Một nghiên cứu khảo cổ sử dụng những công nghệ hiện đại vào năm 2009 kết luận rằng Vạn Lý Trường Thành do nhà Minh xây dựng có chiều dài 8.850 km, nó bao gồm phần bức tường dài 6.259 km, phần hào dài 359 km và phần lá chắn tự nhiên như đồi, sông dài 2.232 km. Nhưng một nghiên cứu khảo cổ khác vào năm 2012 kết luận Vạn Lý Trường Thành có chiều dài 21.196 km, chiều cao trung bình tường thành là 7 m so với mặt đất, mặt trên của trường thành rộng trung bình 5-6 m. Vạn Lý Trường Thành bắt đầu từ sơn hải quan trên bờ biển Bột Hải ở phía đông. Trong sách sử ghi nhận những bức tường được xây dựng thời Chiến Quốc, và chủ yếu các bức tường này do Tần Thủy Hoàng xây dựng. Trong thời Xuân Thu và Chiến Quốc, các nước nhỏ độc lập xây dựng các tường thành ở phương Bắc nhằm tránh giặc Hung Nô tràn xuống. Cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, thì ông cũng đã liên kết các tuyến phòng thủ rời rạc của các nước thành Vạn Lý Trường Thành. Một tường thành có tính chất phòng thủ biên giới phía Bắc được xây dựng và duy trì bởi nhiều triều đại trong nhiều khoảng thời gian trong lịch sử Trung Quốc. Mục đích chính của nó là bảo vệ người Trung Quốc khỏi sự di cư của người Mông Cổ. Đoạn tường thành chính đầu tiên được xây dựng dưới thời cai trị của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tần với thời gian tồn tại ngắn ngủi. Bức tường này được hình thành bằng việc xây dựng và ghép nối nhiều đoạn tường thành của các vùng thời Chiến Quốc. Bức tường được nối vào nhau ở thời gian đó làm bằng đất nện, với những tháp canh được xây ở các khoảng cách đều nhau. Nó nằm xa hơn về phía Bắc so với Vạn Lý Trường Thành hiện tại, với điểm cực đông nằm ở Bắc Triều Tiên hiện nay. Tần Thủy Hoàng bắt người dân phải làm việc để đắp thành và có nhiều người đã chết khi xây dựng thành. Nghĩa địa dài nhất trái đất là cái tên mà người dân đặt cho Vạn Lý Trường Thành, ước tính có đến hàng trăm ngàn người, thậm chí có thể lên tới 1 triệu người đã chết khi xây Trường Thành ở thời nhà Tần. Ước tính 300.000 binh lính với vô số tội nhân, quan lại phạm lỗi, nho sĩ không tuân lệnh đốt sách, phải làm khổ sai. Mùa đông thì lạnh buốt, nước đóng băng, mùa hè thì không khí nóng như nung, mù mịt cát bụi. Trong dân gian còn truyền lại nỗi khổ của nàng Mạnh Khương. Nàng thương nhớ chồng, đi 10.000 dặm đường để thăm chồng bị bắt đi xây thành. Đến nơi thì chồng nàng đã chết rồi. Xung quanh chỉ là rừng núi và đá. Không biết kiếm xác chồng ở đâu, nàng tuyệt vọng, khóc mấy ngày mấy đêm, khóc tới nỗi chính cái thành cũng phải mùi lòng, tự động tách ra cho nàng tìm thấy hài cốt chồng. Về mặt quân sự, những bức tường này có ý nghĩa về mặt phân chia ranh giới hơn là bảo vệ. Vạn Lý Trường Thành ngày nay được xây ở thời nhà Minh, bắt đầu khoảng năm 1368 và kết thúc khoảng năm 1640. Ước tính có khoảng 25.000 tháp canh đã được xây dựng dọc theo bức tường. Vạn Lý Trường Thành thời nhà Minh bắt đầu từ điểm phía đông tại Sơn Hải Quan, gần Tần Hoàng Đảo, ở tỉnh Hà Bắc gần Vịnh Bột Hải, kéo dài qua 9 tỉnh và 100 huyện, 500 km, và hiện nay nó kết thúc ở điểm cuối phía tây di tích lịch sử Gia Dục Quan, nằm ở phía tây bắc tỉnh Cam Túc, tại biên giới với sa mạc Gobi và những ốc đảo của con đường tơ lụa. Vạn Lý Trường Thành trở thành di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1987. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nhé.